Hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đã quay trở lại chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, xem tử vi cho tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong tháng 1 âm lịch sẽ giúp cho quý vị biết được về công danh, sự nghiệp, gia đạo và sức khỏe của bản mệnh trong tháng 1 âm lịch. Và từ đó thì chúng ta sẽ có cách để phát huy điều tốt, hạn chế điều xấu. Thưa quý vị, thời vận của con người luôn luôn thay đổi theo từng năm, từng tháng và thậm chí là từng ngày. Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi thời điểm thì đều có những khó khăn hay là thuận lợi khác nhau. Vậy nên việc xem tử vi cho tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 sẽ giúp cho quý vị nắm được thiên cơ, từ đó sẽ có được những bước đi vững chắc và chính xác cho cuộc sống của mình. Và sau đây thì sẽ là phần luận giải chi tiết cho quý vị tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong tháng 1 âm lịch. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 là người khôn ngoan, ứng xử khéo léo, lại có ngoại hình phong độ lịch sự nên dễ gây thiện cảm trong giao tiếp. Ngoại cảnh và vẻ ngoài hào nhoáng rất dễ lôi cuốn quý bạn, vì thế suy nghĩ và ước vọng cũng mau thay đổi. Cho dù cố gắng cũng khó thành công với những ngành nghề đòi hỏi sự tính toán nhẫn nại và nhất là thể hiện tính khuôn mẫu mực thước. Quý bạn chỉ phù hợp với công việc có tính tự do, sáng tạo, tùy hứng hoặc theo sở thích. Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 sẽ đón một tháng mới với không quá nhiều may mắn, nhưng mọi mặt trong cuộc sống đều tiếp diễn một cách bình ổn. Bản mệnh nghĩ thoáng hơn về mọi việc nên tâm lý cũng trở nên nhẹ nhõm, mang lại những tác động tích cực đối với sức khỏe. Tình hình tài chính nói chung ổn định, dù không tiền bạc ngập két thì vẫn dư giả cho những hoạt động hàng ngày trong cuộc sống. Tình cảm không có nhiều biến động, bản mệnh nhận được sự chăm sóc và tôn trọng đến từ con cháu trong nhà. Quan hệ hàng xóm láng giềng cũng hòa hợp. Xét về thiên can, Tân âm kim gặp nhâm dương thủy nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây chính là tháng khá tốt cho các gia chủ tuổi Tân Sửu. Nếu có cơ hội, cần phải nắm bắt thì tài lộc sẽ đến, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi, tháng này không phải quá may mắn đối với người tuổi Tân Sửu. Cơ hội thăng tiến không tự dưng mà đến, gia chủ cần phải cố gắng cạnh tranh với đồng nghiệp hoặc đối thủ thì mới có thể hoàn thiện nhiệm vụ, gây ấn tượng với cấp trên. Tuy nhiên, về mặt tích cực mà nói, tháng này còn có khá nhiều cơ hội để thách thức bản thân cũng như rèn luyện kỹ năng của mình. Nếu sức khỏe tốt và cố gắng không ngừng thì cuối năm bạn sẽ được những thu hoạch lớn lao. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát sẽ khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Tân Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Trong tháng 1 âm lịch, tài lộc của người tuổi này không có nhiều điểm sáng. Người làm công ăn lương cần phải cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư, kinh doanh, bản mệnh cần phải suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Với những bác làm ăn kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Con giáp này biết cân đối thu chi, không tiêu pha hoang đàng quá đỗi, lại luôn hướng tới cuộc sống ổn định nên thường sẽ tiết kiệm và có khoản dự phòng cho tương lai. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Theo phong thủy Lộc Tài, tình hình sức khỏe của bản mệnh không gặp phải vấn đề gì quá đáng lo ngại. Điều quan trọng là bạn phải biết duy trì tình trạng này. Như vậy thì mới có tinh thần và sức lực đối với mọi vấn đề trong cuộc sống. Tuy nhiên, tử vi tháng Nhâm Dần nhắc nhở bạn chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh, vui vẻ.
tuổi này của gia chủ sự nghiệp hay tiền tài không còn là nỗi lo lắng hàng đầu, sức khỏe mới là điều quan trọng. Thời trẻ mải mê với công việc thì lúc này chính là thời gian để gia chủ nghỉ ngơi, hưởng thụ thành quả lao động của mình. Chế độ ăn uống hợp lý, các bài tập thể dục phù hợp với độ tuổi sẽ là những bài thuốc hữu ích nhất. Các gia chủ tuổi Tân Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý gia chủ tuổi Tân Sửu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Người sinh năm 1961 gặp vận đào hoa trong tháng, điều này tốt đối với những người đang sống một mình hơn là những người đã lập gia đình. Nếu đã lập gia đình, bản mệnh cần phải chú ý giữ mình, không nên tiếp xúc quá gần gũi với những đối tượng khác giới. Nếu có khúc mắc xảy ra giữa vợ chồng, đôi bên cần phải trao đổi, tâm sự và bao dung hơn cho nhau. Tháng này, gia đình bạn sẽ có một số chuyến đi xa. Đây chính là cơ hội để gia đình bạn thêm gắn bó sau những sai lầm, cãi vã thời gian trước đây. Hãy tận dụng thời gian này bên cạnh người thân của mình. Với người đang sống độc thân, bạn có thể thử mở lòng và bắt đầu những mối quan hệ mới. Có thể bạn sẽ tìm được người thật lòng muốn quan tâm, chăm sóc cho mình. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022 tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Dần lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục, xung thân, hình tị, hại tị, phá hợi và tuyệt dậu. Đối với người tuổi Tân Sửu trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày sau. Ngày âm lịch ngày 11 tháng 1 năm 2022, tức ngày 11 tháng 2 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 1 năm 2022, tức ngày 23 tháng 2 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tân Sửu trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 1 năm 2022, tức ngày 4 tháng 2 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 1 năm 2022, tức ngày 16 tháng 2 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Canh Tý, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 1 năm 2022, tức ngày 28 tháng 2 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Nhâm Tý, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau, và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của Phong Thủy Gia Cát thì chắc chắn là quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 1 âm lịch năm 2022 tới đây, và đặc biệt là quý vị anh chị tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp tới. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại!